bánh xèo trứng nè. Quá khá là lạ nha cả nhà. Quý cô chú anh chị và các bạn đã từng ăn bánh xèo trứng chưa? Ừ. Đây bánh xèo trứng nè, nhìn khá là lạ. Nhìn cái muỗng nhỏ quá không? Nó đã đều quá à. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV đang đứng ngay chỗ đường Phan Huy Ích nè cả nhà. Thì tại đây thì mình phát hiện ra một cái quán bánh xèo Bình Định. Thì mình thấy mới vừa khai trương thôi, nhưng mà bánh xèo Bình Định thì nhìn khá là hấp dẫn nha cả nhà. Đó, phía bên kia đường nè cả nhà, địa chỉ là 44C Phan Huy Ích nha cả nhà, quận Tân Bình. Thì cũng gần thôi, ngay chỗ cầu dưới chân cầu vượt Cơm Lương cái nè cả nhà. Để cái quẹo phải một cái là cả nhà đi xuống là thấy liền. Mời cả nhà qua cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Ôi đặc biệt đó nghe cả nhà. Đây bánh xèo mình thấy là đúc rất là nhiều khuôn nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đây rồi, bánh xèo kiểu Bình Định nha. Hôm nay ẩm thực đường phố nha, Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn thì một cái địa điểm ăn uống nữa cũng khá là mới vừa khai trương thôi. Đặc biệt là cô chủ là rất là dễ thương nha cả nhà, nhìn không thấy cô chủ rất nhìn thấy cô chủ không? Mới khai trương quán còn lủng củng phải không? Cứ từ từ thôi phải không? Do là mới khai trương nha cả nhà, mình mới vừa đi ngang qua thôi thì mình thấy phát hiện thì mình quyết định là ghé cũng như là chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn nè. Hiện tại là mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chứ bạn? Tạm thời là mình bán từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm hả? Bánh xèo mình là chuẩn với gốc Bình Định luôn hả? Như là chi nhánh 2 nè. Hiện tại là mình có mấy loại với hiện tại đó là mình có bánh xèo tôm thịt nè. Bánh xèo tôm thịt to. Bánh xèo ốp la tôm thịt. Ôi, có bánh xèo ốp la tôm thịt nữa hả? Bánh lạ quá nhà ơi. Vậy hả? Có rất là nhiều loại nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại là mình mới ra cũng chưa có người á, cho nên là nó hơi lộn xộn. Ôi đây là bánh xèo ốp la hả? Ai bánh xèo trứng. Bánh xèo trứng nè. Quá wow, khá là lạ nha cả nhà. Quý cô chú anh chị và các bạn đã từng ăn bánh xèo trứng chưa? Đây bánh xèo trứng nè, nhìn khá là lạ. Đặc biệt là cô chủ không? Rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị và các bạn. Quán mới vừa khai trương nên là Cuộc Sống Sài Gòn TV đi lang thang đường phố Sài Gòn á, chia sẻ các món ăn đường phố á, thì phát hiện ra cái quán này nên là quyết định là chia sẻ, xin ghi nhận lại và chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là chính gốc Bình Định nha cả nhà. Đây là bánh xèo trứng nè, ốp la nè, bánh xèo
thịt bò. Cô chủ xinh đẹp nè, bán bánh xèo. Từ quán ổn định rồi á là mình sẽ nhờ người phục vụ, là mình sẽ phục vụ cho mọi người rất là chu đáo luôn. Mình là phục vụ rất là nhiệt tình. Đúng rồi. Hiện tại là một cái của mình là bao nhiêu bạn cái ơi? Cái bánh xèo này là 7.000. Một cái là bánh xèo là 7.000 đúng không? Bánh xèo trứng với lại tôm thịt bình thường là 7.000. Tôm bánh xèo bò là bao nhiêu? Thịt bò là bao nhiêu? Thịt bò là 10.000 hả? Đó. Bánh xèo ốp la tôm thịt là 10.000. Bánh xèo ốp la nè, tôm thịt là 10.000 nha cả nhà. Cô chủ nói chuyện rất là dễ thương nha cả nhà. Nhỏ nhẹ, người miền Trung. Đây là bánh xèo miền Trung. Bình Định tại Sài Gòn. Đó, đây là bột nè, quý cô chú anh chị và các bạn. Hết lai thôi. Cái không gian á cả nhà, cái không gian bên trong á. Đó, không gian bên trong nè. Hình như là ngoài bánh xèo ra nha cả nhà thì mình còn thấy là có có thực đơn ở trong hả? Ồ, có rôm bắp nữa cả nhà, có rôm bắp nữa nha. Quay vô thực đơn. Dạ. Quay bà chủ làm một xíu đi rồi chập nữa mình sẽ vào thưởng thức nha. Các loại bánh xèo ở trong quán này mới khai trương như thế nào cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đây, bánh xèo Bình Định nè, ăn là ghiền, nước chấm tương đậu. Còn ăn mà không ghiền thì cứ gặp bà chủ nha cả nhà. Góp ý bà chủ để bà chủ thay đổi nha. Quá, ôi nhìn thấy không? 1, 10 khuôn. Hiện tại là mình có hai lò nước chấm vừa nước chấm tương đậu và nước chấm nước mắm Cái này là 7.000 nè. Tôm thịt là 7.000. Trứng ốp la là 10.000. Ốp la tôm thịt đó là 10.000. Ốp la tôm thịt là 10.000. Còn mà trứng không là cũng 7.000. Trứng không là cũng 7.000 nha nha. Mà chủ làm rất là nhanh tay đó quý cô chú anh chị và các bạn. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV thì em chia sẻ rất nhiều món ăn đường phố trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay á thì tại địa chỉ nha cả nhà, 44C Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, hay là địa chỉ cũ là 2/26 nha cả nhà, thì phát hiện ra cái quán là bánh xèo Bình Định nè. Bánh xèo Bình Định nè, vừa mới khai trương luôn. Hiện tại là quán bánh xèo đang giảm giá 10% trong tuần lễ đầu nha cả nhà. Ở đây bà chủ rất là dễ thương đó, nhìn nè, và nói chuyện rất là vui tính nữa. Mình bà chủ làm tới 10 khuôn luôn đó nha. 4 người phục vụ. Ôi giòn lắm cả nhà, bánh xèo Bình Định á. Bánh xèo miền Trung á cả nhà, thì cuộc sống Sài Gòn TV cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều rồi. Bánh xèo miền Tây nè, từ Kiên Giang nè, bánh xèo miền Trung Bình Định nè, cũng như là Quảng Ngãi nè, Quảng Nam nè, rất là nhiều đây nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là một quán bánh xèo chi nhánh của bánh xèo Tôm Nhảy, cũng khá là nổi tiếng ở đường Lê Đức Thọ. Còn 25.000 đi, 25.000.
khuôn này làm bằng bằng gan đấy nghe cả nhà. Khuôn gan. Một khuôn tôm. Đổ dầu vô thêm mà. Ngoài ra chả rôm á thì mình bao nhiêu một phần bạn ơi? Chả rôm á. Rồi bao nhiêu một phần, một dĩa một phần chả rôm á? Chả ram là mình bán 5 ngàn một cuốn. À, chả ram là 5 ngàn một cuốn. Ram là có hai loại là ram tôm thịt với lại ram tôm bắp. À, tôm bắp à. Cái này là mình đặt từ Bình Định đeo gửi vô luôn á. À, từ quê từ Bình Định luôn phải không? Tức là hiện tại nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn muốn thưởng thức á, ở tại Sài Gòn á, thì ở đây là chuyên bán là bánh xèo là đúng chắc chuẩn Bình Định nha cả nhà. Bởi vì đây cũng như là chi nhánh 2 của một cái địa chỉ cũng khá là nổi tiếng tại Sài Gòn, ở đường Lê Đức Thọ. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV á, thì mình đi lang thang đường phố mà. Lang thang đường phố thì phát hiện ra cái quán bánh xèo này, thì cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn, cũng như là chập nữa mình mời quý cô chú anh chị và các bạn vào thưởng thức cùng mình nha. Đặc biệt là bà chủ đây. Trời ơi, cô chủ rất là dễ thương. Nhìn thấy không, cô chủ rất là dễ thương. Không biết là cô chủ có chồng chưa đây. Thì quý cô chú anh chị và các bạn cứ tới đi là biết liền hả. Tới thưởng thức là hỏi thăm thử là biết là cô chủ có chồng chưa. Bỏ một con tôm. Thêm xíu dầu. Mình bỏ chút dầu vô, cái mặt bánh nó không có bị khô, nó không có bị cháy. Cái kia cầm ba lâm chẳng mà. Đó, đây là đường Phan Huy Ích nè cả nhà. Phan Huy Ích. Thời gian bán là từ 15 giờ nha quý cô chú anh chị và các bạn, là bắt đầu đã bán rồi. Tầm khoảng 23 giờ à. Tầm khoảng 23 giờ là sẽ kết thúc nha. Cũng có thể là trễ hơn nếu mà còn khách nha, còn bánh nha quý cô chú anh chị và các bạn. Tức là cố định là thời gian bán là 15 giờ hàng ngày. Chủ làm rất là nhanh nha cả nhà. Cô chủ làm rất là nhanh. Một mình là 10 cái nồi bánh xèo nè. Đặc biệt là bánh xèo giòn 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 tan giòn rụm. Ăn là phải ghiền. Mời quý cô chú anh chị và các bạn vào bên trong thưởng thức cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Là phía bên trong đó quý cô chú anh chị và các bạn. Phía bên trong này đó, mình đến mình vào trong để mình ngồi mình thưởng thức bánh xèo á. Đây. Trong đây là chỗ để ly nè cả nhà. Đó, nước nè. Đó, bàn ghế là rất là sạch sẽ nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, mình sẽ quay luôn cái menu cho cả nhà nè. Đây, bánh xèo nè, địa chỉ nè, số điện thoại nè. Bánh xèo nấm nè, 7K, cũng như là bánh xèo tôm thịt 7K. Đặc biệt là bánh xèo bò, cũng như là bánh xèo ốc la tôm thịt á, là 10K một cái nha các nhà. Đó, không gian ở phía bên trong rất là sạch sẽ. Đây. Đó, phía bên trong đây. Mình có thể là vào bên đây mình ngồi mình thưởng thức nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ăn là ghiền, nước chấm tương đậu. Đó, đây là các
anh chị phục vụ nè. Ui, ở bên đây là nước chấm nè, nhìn khá hấp dẫn luôn nha. Là nước chấm của nó, nước chấm từ đậu, nước chấm từ đậu, nước chấm từ đậu. Đường quay đường đã kìa. Rồi. Quay đường 10 cái. Hai để em lấy rồi hai. Thì mà hai coi hai bỏ bánh vào hộp một cái. Cho ngồi ghế chân đợi em xíu đi. Có cái hộp to đâu hết rồi. Bên đây nè hai. To đâu phát? Chị đó 10 cái. Chị gái mua 10 cái, cô mua 10 cái. Anh lấy đồ chở anh lấy cái đó. Coi bỏ bánh riêng đi về tính tiền nè. Hôm nay ẩm thực đường phố giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn những lúc ăn đường phố nha. Cảm ơn chị. Gặp một quán bánh xèo Bình Định. Bánh xèo của Bình Định. Vừa mới khai trương luôn tại quận Tân Bình. Để bê cái nồi này xuống đây chị chiên cái... Yeah. Lấy cái cho em dĩa bánh 8 cái bên đó đi. Em làm cho anh. Có khách vào trong ngồi đó nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, nè cô chú, mình tới là mình để xe trong cái góc này cả nhà. Cứ tới đây là có người dắt xe vô để phía bên trong đây nha quý cô chú anh chị và các bạn. Xe thoải mái quý cô chú anh chị và các bạn, mình cứ tới là mình đi vào đây là thoải mái nè, xe cứ chạy vô có người sẽ sắp xếp cho mình. Đông khách bắt đầu đến cũng khá là đông, bắt đầu đông rồi nha. Mười cái tôm thịt mang về nè. Nhìn hấp dẫn quá anh hả? Anh ở gần đây không anh? Đang nè kìa. Dạ. Anh khách mua 10 cái tôm thịt mang về nè cả nhà. Mười cái. 10 cái. Nhiêu tiền chị? 10 cái thì anh đem về đi. Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Ồ trời nè, ở đây chỗ bánh xèo nè cả nhà ơi. Đây là giá bánh xèo nè. Đây là giá của nó nè cả nhà, bánh xèo nấm nè, bánh xèo tôm thịt, bánh xèo ốc la trứng nè, rất là lạ luôn, 7k. Bánh xèo thập cẩm nữa nè cả nhà. Thì ngoài bánh xèo còn có răm bắp, mỗi cái là 5.000 nè. Đó, ở đây thì mình thấy là không gian á khá là sạch sẽ. Đây, nhìn bánh tráng đây, đây là bánh tráng cuốn nè cả nhà.
tráng cuốn nè, nước nè, nước mắm nè, ôi cái gì ớt nè, ớt nè, hấp dẫn quá. Trời ơi, ớt xay nữa cả nhà. Đó. Chén đũa đặc biệt là có khen đồ luôn nha cả nhà. Ôi rất là sạch sẽ. Đây. Ấn tượng nhất là rau nè, cả nhà thấy không? Mời hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á đi ngang qua khu vực quận Tân Bình nha cả nhà. Thì tại địa chỉ là 44 Phan Quy Ích, phường 15, quận Tân Bình. Đó, phát hiện ra cái quán bánh xèo Bình Định ăn là ghiền. Thì rất là ấn tượng. Ở đây cũng có là ăn là ghiền nè, đặc biệt là nước chấm tương đậu. Đây. Nước chấm tương đậu nè. Đây. Mình bỏ miếng ớt vô rồi. Ngoài nước chấm tương đậu thì mình còn có nước chấm bình thường nữa, cái nước mắm bình thường nữa nha. Theo kiểu đây để mình coi thử nước chấm tương đậu trước nè. Là ngon lắm. Đây là rau trống để ăn kèm nè, bánh xèo nè. Hiện tại là mình ăn hết tất cả các loại trong quán này luôn. Bánh xèo á, đây là bánh xèo tôm thịt 7k, bánh xèo bò, đây bánh xèo bò nè cả nhà, bánh xèo bò nè cả nhà, nhìn thấy không, 10k. Đây, còn đây là bánh xèo trứng ốc la. Để mình giải. À, cái đây là bánh xèo nấm nha cả nhà, bánh xèo nấm. Bánh xèo trứng ốc la đâu rồi? Bởi vì mình thấy rất là lạ. Đây, bò đây bằm, bò bằm. Bộ bánh xèo trứng ốc la đâu ta? Chưa có. Chưa có bánh xèo trứng ốc la hả? Ồ, được bò trứng ốc la. Không có chập nữa kêu là. Chập nữa mình sẽ kêu thêm bánh xèo trứng ốc la nha cả nhà. Đó, còn đây nữa nè. Đây là món tôm rôm bắp nè, rôm bắp nè nghe nha, 5k một cái. Đây là rôm tôm. Đó. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV nha, để xem bánh xèo ở đây chấm hai loại nước chấm như thế nào. Đây, mời nè. Giòn quá. Tôm. Nước chấm đậu á nó lạ. Nếu mà quý anh chị cô chú nào mà thưởng thức cái loại nước chấm này rồi thì cũng thấy là rất là ngon. Ngon lắm, thịt bò ở trong nó thấm nha, bò ở trong thấm. Đặc biệt á, ăn kèm nè. Xài dưa. Đầu rất là ngon. Đầu đủ loại luôn nha anh. Rất ngon. Đây. Ăn cho. Wow. Chung là quá đã. Quá ngon. Mình sẽ thử nước thêm với rơm bắp nè. Rơm bắp thì ở miền Trung á, thì ở miền Nam gọi là chả giò nha, nhưng mà ở miền Trung mình gọi là rơm bắp. Nếu mà những ai xa quê hương thì sẽ nhớ những cái món rơm bắp này nghe nè. Rất đặc trưng ở trong miền đó. Bắp được xào sơ rồi chín ngọt nè, chấm nè. Chấm với mắm, đưa chấm đỏ tương đậu. Đây là rôm tôm. Chấm luôn. Mày quắn sạch sẽ ngon. Đây là nước chấm nước mắm nha nhà. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn không thích
tương đậu thì mình có thể là dùng nước chấm này, nước mắm nha, rồi mình sẽ thử thêm nước chấm nước mắm nữa như thế nào. Đặc biệt bánh kèo và miền Trung đó nha, mình khoái một cái, ăn cái là mình giòn, ngon. Bò lắm. Ngon. Thật ngon. Ngon. Thật chắc. Thôi ơi. Mỗi quý cô chú anh chị và các bạn á có một cái cảm nhận cái hương vị riêng, thì cuộc sống Sài Gòn TV hôm nay giới thiệu một cái địa điểm ăn uống này, thì cũng mong quý cô chú anh chị và các bạn nếu thích chả ram, nếu thích bánh xèo hương vị Bình Định, tôm nhảy nè, bên đặc biệt là bánh xèo trứng ốp la đó rất là hấp dẫn. Trời ơi, còn thấm nhảy ra luôn à. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV. Và hãy nhớ tới địa chỉ là 44C Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình nha cả nhà. Hoặc là quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể là ship. Ở đây cũng có ship ở khu vực Sài Gòn nữa. Cứ gọi điện vào số điện thoại này. Đây. Bạn Hiền hay là bạn Vĩ nha, thì sẽ ship tận nơi cho quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em, cũng như là em chia sẻ địa điểm ẩm thực này. Bye bye.